Xin chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với kênh Nhà Xịn Bình Chánh của em Hương Ú. Và hôm nay em Hương lại gửi đến cho quý anh chị mình một căn nhà sổ hồng riêng được tọa lạc là ở ấp 3 xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An, với một cái diện tích là ngang của nó là 5m2 và dày vào của nó là tới tận 30, cho mình là nhà hướng Bắc anh chị ha. Quý anh chị mình có đi xem mẫu nhà ngày hôm nay thì cứ chạy đến ngay cầu Long Khê thì liên hệ cho Hương. Hương sẽ ra đón quý anh chị mình vào khảo sát thực tế. Đường xá nè, quý anh chị có thể quan sát là đường xá rộng rãi luôn. Xe hơi, xe tải mình có thể di chuyển đến nơi. Ở trong đây thì cũng có những căn hồi lúc trước Hương cũng đã review và cũng có quý anh chị về đón nhận hết rồi ha. Vì căn này mới vừa hoàn thiện xong là Hương đã đến quay cập nhật lại cho quý anh chị. Quý anh chị nào đang thích một ngôi nhà diện tích rộng rãi thông thoáng thì đây là mẫu nhà Hương thấy quá tuyệt vời cho quý anh chị mình về mua ở và đầu tư. Nhà mình là cái kiểu máy hợp, có cái sân rộng rãi to đùng cho quý anh chị mình đậu xe thoải mái. Vào trong thì sẽ là cái lớp cửa đầu tiên, sẽ là lớp cửa 4 cánh bằng sắt sơn tĩnh điện. Sân nè thì rộng rãi nè. Phần trên thì bên Hương vẫn là máy tôn, máy hiên, đột đổ xuyên suốt ra hết cho quý anh chị mình luôn. Quý anh chị đi xe mẫu nhà này thì mình cứ di chuyển một con đường huyết mạch một, đó là cái con đường quốc lộ 1A, mình chạy tới chợ Gò Đen, mình chạy thẳng vào luôn, chạy tới Long Khê liên hệ cho Hương nha, ngay cầu Long Khê liên hệ cho Hương. Hương Ú sẽ ra đón quý anh chị mình vào khảo sát thực tế, cam kết đúng nhà, đúng giá, đúng vị trí nha, không xạo, không ảo, không làm tránh mất thời gian của quý anh chị mình đâu ạ. Rồi, vào trong đây thì sẽ cho quý anh chị mình là cái lớp cửa thứ hai sẽ là lớp cửa bằng nhôm xuyên pha và kính cực lực. Khu vực không gian phòng khách thì bên Hương vẫn trang trí bức tranh, đồ dán, đầu tường, gạch ốp lát sạch sẽ hết ngôi nhà luôn. Và trần trên của mình thì sẽ là trần thạch cao nguyên khối dược hợp. Ở giữa thì sẽ làm cho mình một cái quạt xay anh chị ha. Giá tổng của ngôi nhà mình là đúng 2 tỷ còn thương lượng ngay và trực tiếp chính chủ. Sổ hồng riêng cũng sẽ có ngân hàng hỗ trợ cho quý chị vay. Nếu như mình muốn vay thì bên Hương sẽ hỗ trợ cho mình vay vốn và ngân hàng nha. Tường gạch bên đây thì vẫn dán tranh, hình như căn nhà này vách tường ở phía trên là bên Hương đều dán tranh cả cho quý anh chị luôn, tranh 3D. Mình thích thì mình tận dụng, mình không thích thì về mình có thể tháo ra, mình sẽ sơn lại màu theo ý của mình, hoặc là quý anh chị có thể dán những bức tranh khác ha. Rồi, về phía đây thì sẽ là một cái khu vực không gian bếp. Nhà thì cho mình tới tận là 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ và 2 nhà vệ sinh. Có ban công trước, ban công sau, thoáng mát vô cùng luôn. Đây là cái khu vực bếp nè. Lắp cho mình là cái tủ bếp trên và tủ bếp dưới, mặt đá hoa cương, bồn inox 304, không gian nấu nướng ốp lát sạch sẽ hết cho quý anh chị mình luôn. Kế tiếp thì sẽ có một cái phòng ngủ ở dưới cho ông bà lớn tuổi mình tận dụng ha. Phòng thì cũng rộng, nhà thì diện tích nó có chiều ngang và chiều dài. Ngang của nó là 5m2 và dày vào thì tận là 30, mà giá chỉ có 2 tỷ thôi anh chị. Phòng rộng, trần cao mát, hệ thống đèn full đầy đủ. Nhà thì sổ hồng riêng nên điện nước thì chắc hẳn cũng sẽ vào chính thức hết gia đình mình luôn. Ở phía đây thì sẽ là một cái nhà vệ sinh. Ở đây thì mình sẽ làm một cái sàn lãn cho quý anh chị mình rửa chén rửa bát nếu mà nhiều quá ở đây, bồn rửa mặt ở đây. Còn qua đây thì sẽ là cái nhà vệ sinh ha, vẫn đầy đủ hết cho quý anh chị mình sinh hoạt rồi, không thiếu gì hết anh chị. Ở đây thì chợ, búa, trường học rồi rất là gần, quý anh chị di chuyển trong vòng khoảng là từ 500-600m thôi thì sẽ đụng ha. Ở đây thì sẽ có một cái sân sau rộng nè, quý anh chị có thể làm sân vườn ở phía đây cũng được, hoặc là mình làm sân phơi ha. Quý chị về có thể tre lại làm khung hàng rào che lại hết. Ở đây thì có tận tới 5 căn và bán hết rồi, chỉ còn sót lại có một căn thôi anh chị, vừa mới hoàn thiện luôn nên quý anh chị mình xem đó. Còn xi măng còn bụi quá trời luôn, nhưng mà quý anh chị cứ yên tâm ha. Bên Hương sẽ giao nhà cho mình là sẽ giao nhà sạch, giao nhà hoàn thiện 100%. Mấy bụi bặm này là vài bữa nữa thì bên Hương sẽ kêu mấy cô lau công vào dọn dẹp sạch hết rồi mới bàn giao nhà thôi anh chị. Tại Hương thấy nhà cũng rộng rãi mà hổng dời. Hồi trước Hương có quay mấy căn kế bên á thì cũng thấy cũng có khách xuống đây nhiều, cũng hỏi nhiều, nhưng mà bán mất tiêu rồi cũng tiếc, nên Hương có hứa hẹn là khi nào mà ở dưới đây nó hoàn thiện vài căn nữa thì Hương sẽ đến quay liền, cập nhật thông tin liền cho quý anh chị mình xem luôn á. Thì bây giờ đã hoàn thiện rồi, Hương cũng đến quay rồi như là hứa hẹn anh chị ha. Quý anh chị đang xem á, nhớ đăng ký kênh cho Hương nha, để quý anh chị mình có tiện nhiều theo dõi nhiều một nhà giá rẻ hơn. Một đăng ký kênh, một được like, một được share của quý anh chị cũng là động lực để cho Hương đi quay và đi sang nhiều mẫu nhà hơn để gửi đến cho mình ạ. Giờ thì mình di chuyển cùng Hương tiến lên khu vực không gian tầng 1, mình khám phá thêm nha. Quý vị thân mến, Hương đã có mặt trên khu vực không gian tầng 1 rồi. Cầu thang mình bước lên vẫn dán cho mình một cái bức tranh 3D luôn ha.
Rồi bên đây thì sẽ cho mình là cái có cái ban công phía sau đó nè, mình đi cuối giải cùng em Hương luôn ạ. Đây là cái ban công phía sau, bên Hương vẫn che tôn, mái hiên đồ lại hết rồi. Nhà vệ sinh thì nằm ở ngoài đây luôn. Nhà vệ sinh thì vẫn đầy đủ hết, không thiếu gì hết anh chị ha. Làm sẵn cho mình cái bồn nước đồ full hết rồi. Nhà thì nằm trong cái khu dân cư thì ở cũng rất là đông đúc và hiện hữu rồi. Kế tiếp sẽ cho quý anh chị mình là cái phòng cuối dãy nhà. Nhà này thì được tổng cộng là 3 phòng ngủ ha và một phòng thờ. Phòng này nè, cái phòng cũng rộng nè, quý anh chị mình có thành viên tầm khoảng là từ 4 đến 8 người về ở thoải mái luôn. Và đây là cái phòng ở giữa. Phòng nào cũng rộng rãi hết anh chị. Mỗi cửa phòng của mình cũng đều sẽ là cửa nhôm siêu pha ha, và kính cường lực. Ở ngoài đây thì mình vẫn dán tường nè, mình dán lên tới nóc luôn. Rồi qua đây là cái phòng cuối cùng, quý chị có thể làm phòng thờ hoặc là phòng ngủ tùy theo thôi, trời ơi, gió thoải mái quá anh chị. Hướng nhà của mình là hướng bắc ha. Hương thích nhất vào những căn nhà mà Hương thấy hay là cái cửa to đùng như vậy nè, là rất là mát, rất là thích luôn. Đó, với lại trần nó cũng cao nữa. Rồi ra đây thì cái ban công nó cũng rộng nữa nè anh chị. Ra đây thì mình có thể quan sát được. Trước mặt thì chưa có nhà ha. Mình cắt cái đường đá, đường nhựa bên đó thì nó tầm ra đó thì tầm khoảng vài chục mét anh chị. Quý chị di chuyển cùng Hương tiến về khu vực không gian nhà dưới, Hương sẽ một lần trao đổi về ngôi nhà. Chị mình cũng tham quan sơ hết ngôi nhà này cùng em Hương ú rồi. Giờ thì em xin trao đổi lại một lần nữa cái vị trí của ngôi nhà mình là ở ấp 3, xã Phước Vân, huyện Cần Đước, tỉnh Long An ha. Tổng diện tích của mình là 158m2. Ngang của nó là 5m2, dày vào á là tích tận là 30,7 anh chị, là gần 31 nhưng mà Hương nói là 30 thôi. Hương nói là 5m2 dài 30 thôi ha. Rồi, với một cái công năng là một trệt một lầu, trong mình tới tận 3 phòng ngủ và 2 nhà vệ sinh, có sân trước đậu xe hơi, sân sau á làm nhà vườn. Và ở trên lầu của mình vẫn có ban công trước và ban công sau, thoáng mát vô cùng. Hướng nhà của mình là hướng bắc, giá tổng là đúng 2 tỷ, còn thương lượng mạnh mẽ ngay và trực tiếp chính chủ. Sổ hồng riêng sẽ có ngân hàng hỗ trợ vay. Nếu như quý anh chị mình muốn vay thì cứ về đây xem nhà ok hết, rồi mình ngồi xuống bàn bạc thương lượng giá rồi mình trao đổi về cái mức khoản vay ngân hàng của quý anh chị mình luôn ha. Chỉ cần vài trăm thôi, không cần nhiều là quý anh chị mình có thể nhận được nhà rồi. Còn bao nhiêu thì mình hỗ trợ vay vốn ngân hàng tùy theo tài chính của quý anh chị mình thôi. Có đi xem nhà thì quý anh chị mình cứ di chuyển là con đường quốc lộ 1A, chạy vào đường chợ Gò Đen, chạy thẳng qua luôn, qua cầu Long Khê chắc khoảng vài trăm mét nữa thì quý chị nhìn bên tay trái của mình á, nó để là Thánh Thất Long Khê, quý chị đứng đó liên hệ cho Hương nha. Hương ra đó quý anh chị mình vào khảo sát thực tế, hoặc là mình cũng có thể là kết bạn Zalo, Hương có để số điện thoại trên màn hình thì có thể là kết bạn Zalo với Hương vẫn được. Hương gửi sổ sách cho quý anh chị, với lại Hương cũng có thể là ghim cái vị trí, thả cái vị trí ngôi nhà này qua cho quý anh chị mình nắm trước khi mình về đây luôn, để mình xem coi cái từ cái nhà mình ở hoặc là công ty chỗ mình làm á, mình về đây nó có xa hay không, rồi mình hẳn xuống vẫn được ha, không sao hết, đúng nhà đúng giá đúng vị trí thôi, người thật việc thật. Và giờ thì em Hương ú cũng xin được phép kết thúc video tại đây, cũng chúc đại gia đình mình mau tìm được căn nhà ưng ý nhé.